Anh nghĩ gì về việc ăn chay chữa bệnh? Đây là một câu hỏi mà rất nhiều người đã trả lời, hoặc ít nhất là rất nhiều câu trả lời có hai hướng. Một hướng thì luôn luôn suy nghĩ bố mày không được phép ăn chay là chết, nhịn là chết, phải tăng cường sức đề kháng, nghĩa là phải đủ vi chất vào thì mới chữa được bệnh. Và một trường phái thì luôn luôn suy nghĩ rằng mày phải cắt toàn bộ thực phẩm đưa vào thì giúp nó cân bằng để hỗ trợ điều trị chữa bệnh. Thế thì bên nào đúng hay bên nào sai thì đứng ở góc độ quan điểm cá nhân, đứng ở góc độ của mình là người làm cả đông và tây y nhé, vì là có cả hai mặt thì mình tôn trọng tất cả giá trị. Nhưng nếu phải chọn thì mình chả chọn nào cả, vì phải biết cách. Với mỗi một cơ thể, mỗi một con người đều có một cái lộ trình chữa bệnh khác nhau. Ví dụ như thằng này nó béo, nó đang dư cân, đang rất dư cân mà nó bị các bệnh về đàm thấp, cơ thể không vận hóa được, dư vi, bị viêm dạ dày, viêm đại tràng, thì cái việc nhịn chay uống nước lọc là rất là tốt. 1-2 ngày thì uống nước đấy, nước gạo rang uống 1-2 ngày hoặc là 3-5 ngày đấy là rất là tốt. Nó tạo đầu tiên là người ta khi mà nó đầy khó tiêu, nó không có cơn đói thì cái việc nhịn ấy thì nó đốt hết cả ra để nó tạo ra cái cơn đói, nó cân bằng lại âm dương, thì đấy là cái phương pháp chữa rất tốt. Nhưng với một người mà đang bị suy dinh dưỡng, thiếu vi chất suy dinh dưỡng, lại đi chay nữa thì vỡ mồm. Tuy nhiên chính vì vậy cho nên là khi mà để chọn hay là phương pháp nào thì nó cũng có cái sự kỳ diệu của nó. Và có những người áp dụng thành công vì người ta rất phù hợp ở một thời điểm nào đó, và không thể đứng lên đánh đồng là cái việc cứ có bệnh là ăn chay để chữa bệnh là sai nhé. Nên là khi mà mỗi một người áp dụng phương pháp gì thì quan trọng nhất là phải có người có chuyên môn để hướng dẫn cụ thể như thế nào nó phù hợp, thì như thế là tốt. Xin chào.